đội là 2,8 triệu. Các bác đến từ ở đấy quên, các bác đến từ trưa giờ mà em không nhớ hỏi các bác ở đâu à? Các bác ở đâu à? Bắc Giang Mai Siêu. À vâng, Mai Siêu ở đấy là thuộc gì nhỉ bác nhỉ? Trường Sơn. Lục Lam, các bác ở Lục Lam. Và đến sắm cho gia đình những cặp loa bầu 301 C3 để nói là đẹp hết hết lắc các bác nhá. Và với cái giá thì em cũng bao tốt cho bác này, giá là 13 triệu đồng nhá tại cửa hàng. Đấy, đảm bảo các bác là loa đẹp gọi là gần như là mới cứng ấy. Đấy, gần như là mới, gần như là mới cứng, người ta giới thiệu đây là lai lưu rồi. Đấy, và trên thị trường đang bán đẹp như thế này nó rơi vào khoảng 13 triệu rưỡi, 13 triệu 8. Đấy, những con âm ly 2,3, 3,5 mã đời, thậm chí em có cả những đời cao cấp LS đỏ này. Đấy, rồi những bộ mic vỉ tím, quả trầm, những quả trầm Yamaha 160 và Calip. Đấy, các bác lấy những sản phẩm toàn hàng VIP thôi, chất lượng thôi. Tổng giá trị bộ này là rơi vào 32,6 triệu. Cảm ơn các bác. Và bên ngoài các bác đến từ Yên Dũng đang chuẩn bị, rồi thì các bác đến từ Thái Nguyên đang chuẩn bị đến để lấy những cặp loa full. Vâng, sao anh em gọi các bác ở Yên Dũng vào đây? Quả súp đấy. Và cảm ơn các bác đến từ từ thành phố Bắc Giang và giáp thành phố Bắc Giang nhé. Rất nhiều các sản phẩm đã lên đường, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và toàn hàng xịn sò bên Ngọc Quang Bắc Giang nhé. Và đảm bảo các với cái mức giá thì em bao tốt nhất cho các bác trên toàn quốc. Đấy, bao giá tốt nhất. Và hàng thì khẳng định các bác là đẹp, không có những đơn vị nào so sánh. Khẳng định với các bác một điều,